Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 53, sau khi lão Phong Tử dậm mạnh chân, ngọn núi phía trước lập tức nứt đôi. Ngay sau đó, lão cùng Diệp Phàm liền đi vào bên trong. Không lâu sau, khi bóng tối qua đi, Diệp Phàm chậm rãi tiến lên thì anh ấy phát hiện trước mắt mình là một cánh cửa lớn ghi 4 chữ Vực Môn Đông Hoang. Đứng trước cánh cửa đó, Diệp Phàm suy nghĩ một chút. Xong xuôi, anh ấy cũng liền bước vào bên trong theo sau lão Phong Tử. Vừa vào, xuất hiện trước mắt Diệp Phàm là một tòa trận pháp vô cùng đặc biệt. Thế nhưng, lão Phong Tử chẳng nói gì, ông đã liền vào bên trong trận pháp. Sau khi lão Phong Tử đi tới tế đàn, ông tự mình động thủ, khắc vô số đạo văn thâm ảo trên nó, khiến cả tòa tế đàn dần rung chuyển. Nhất thời, phủ văn sáng lên. Thế vậy, Diệp Phàm âm thầm nói, ta cũng nên rời khỏi Thái Huyền Môn. Nhưng, có nên cùng lão Phong Tử dùng Vực Môn hay không? Do dự một chút, sau đó, Diệp Phàm liền tiến vào bên trong tế đàn. Thế nhưng, sau một hồi, sự tình lại đột nhiên phát sinh. Bất chợt, một trận rung động diễn ra. Ngay sau đó, từ trên cao, hàng loạt tia lửa cùng công kích phóng về phía lão Phong Tử. Thế vậy, lão Phong Tử vẫn chẳng để tâm. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại cảm thấy kinh hãi. Bởi thế, anh ấy liền chạy tới dùng một lớp màn chắn bao phủ hai người lại bên trong, chống đỡ lại công kích đang phóng xuống như mưa. Suốt cuộc, khi công kích biến mất, lão Phong Tử bàn tay chỉ đập mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất kia tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Nhất thời, nơi đây sáng lên một màu xanh thẳm. Trên những cây cột khổng lồ, toàn bộ chữ cổ cũng sáng lên rồi chiếu rọi vào trung tâm. Ngay sau đó, trung tâm của tế đàn đột nhiên sáng lên và bắt đầu xảy ra biến hóa. Một cái thông đạo cũng được mở ra. Nhìn thấy nó, lão Phong Tử cũng liền tiến vào. Chứng kiến chuyện này, Diệp Phàm cũng lập tức tiến lên, bàn tay đưa ra chạm vào luồng ánh sáng kia. Chỉ sau tích tắc ngắn ngủi, đạo ánh sáng 7 màu đã liền hút thân thể Diệp Phàm vào bên trong nó và biến mất trong hư không. Cứ thế, khi Diệp Phàm cùng với lão Phong Tử đi vào, sự tình cũng phát sinh từ đây. Nhất thời, ở mi tâm lão Phong Tử, chữ tiên đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, luồng ánh sáng kia đột nhiên bao phủ ông lại và hóa thành một cái kén vàng phóng ra bên ngoài với tốc độ kinh người. Thấy vậy, Diệp Phàm sợ hãi, thanh âm vang lên nói. Xong rồi, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy chứ? Dứt lời, theo ánh mắt Diệp Phàm nhìn lên, hư không bây giờ đã xuất hiện những vết nứt và có dấu hiệu sụp đổ. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền dùng đạo kinh bao phủ lấy cơ thể mình, thế nhưng cũng không được. Cuối cùng, anh ấy chỉ biết ôm lấy cái kén mà thôi. Sau một hồi, Diệp Phàm cùng cái kén bị chấn động văng ra ngoài, cơ thể bắn đi như một viên đạn pháo lao trong không trung. Ngay lập tức, sự kiện này liền hấp dẫn cường giả mọi phương. Đầu tiên là Câu Hoành, lão ta liền đi tới tòa tế đàn đổ nát vừa bị phá vỡ. Tiếp theo, ở phía dưới mặt đất, vị lão nhân họ Lý cũng cảm nhận được, ánh mắt liền hướng về phía bầu trời xa nhìn lên. Còn người của Thái Huyền Môn, thanh âm vang lên nói, đây là cảnh tượng trong Vực Môn khai mở, không gian bị xuyên thủng, vượt qua hư không thất bại. Cùng lúc đó, một vị lão giả áo đen kỳ bí cũng phát hiện ra và dõi mắt về phía luồng ánh sáng kia. Cứ thế, theo ánh mắt của tất cả mọi người nhìn lên trời cao, cái cánh kia cùng Diệp Phàm cứ thế lao vút đi. Cuối cùng, nó dừng lại và đâm mạnh vào một ngọn núi, làm nơi đây xảy ra một vụ chấn động kinh người. Khi mọi thứ qua đi, chỉ còn thấy ở trung tâm của chấn động là một quả trứng. Xung quanh nó, mọi thứ nứt toác, đất đá vỡ vụn, hư không đổ nát. Rất nhanh, đã có rất nhiều người đi tới xem xét tình hình. Trước mắt họ lúc này chỉ có một quả trứng được phủ văn bao phủ mà thôi. Nhìn nó, ánh mắt mọi người kinh ngạc vô cùng. Ngay lập tức, họ liền tiến hành thủ hộ bên cạnh quả trứng này, không cho ai quấy nhiễu. Thế nhưng ở gần đó, Diệp Phàm lại không may mắn như vậy. Ngay khi rơi xuống, chấn động lan ra đã làm Diệp Phàm ngất lịm. Nhìn thấy nam nhân kia nằm dưới mặt đất không còn chút động đậy nào, cơ tử nguyệt khóc nấc, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên đôi gò má xinh đẹp. Cứ thế, cảnh tượng đau buồn diễn ra. Trong đầu cơ tử nguyệt chỉ có một viễn cảnh duy nhất, đó là Diệp Phàm đã bỏ mạng. Vì vậy, tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn, sự đau buồn càng lúc càng vang xa. Trong màn đêm, nàng cứ thế ở bên cạnh nam nhân kia và nhìn hắn. Không lâu sau, thời gian trôi qua, đại nhân vật của Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa cũng tới nơi quả trứng vàng tọa lạc. Nhìn thấy những người này tới, toàn bộ trưởng lão của Thái Huyền Môn cũng liền khom người hành lễ. Sau đó, tiến về phía quả trứng vàng kia, họ bắt đầu cùng nhau thảo luận. Nhìn về phía trước, một người thanh âm vang lên nói, đây là một tuyệt thế cao thủ từ 6.000 năm trước, hôm nay lại giống như đang nằm trên niết bàn, quả nhiên là kỳ ngộ khó gặp. Đến đây thì hết tập 54 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.